Sau đây tôi xin được mời quý vị thưởng thức một màn trình diễn của một con dâu Võ Trường Toản. Chị là em của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Chị sẽ trình bày nhạc phẩm Tiếng Hát Học Trò. Xin kính mời chị Thanh Mỹ, con dâu của Võ Trường Toản lớp 5764. Xin quý vị cho chị Thanh Mỹ một tràng pháo tay thật to. Quý thầy cô cũng như quý anh chị em trong gia đình Võ Trường Toản cùng quý thân hữu. Thanh Mỹ rất vui khi được đóng góp phần văn nghệ cho buổi hội ngộ đêm hôm nay. Và Thanh Mỹ xin cảm phục sự hy sinh và thời giờ của các anh trong ban tổ chức để hôm nay chúng ta có được cái cơ duyên đón được quý thầy cô và tất cả quý anh chị em ở từ nơi xa về để ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Cái tuổi mà chúng ta không bao giờ quên dù cho hôm nay tóc chúng ta đã bạc màu. Thanh Mỹ xin trình bày nhạc phẩm Tiếng Hát Học Trò để gợi lại những kỷ niệm ngày xưa, những ngày xưa thân ái mà chủ đề hôm nay của đêm đại hội trùng vùng. Xin quý vị thưởng thức.
Xin cảm ơn quý vị.